Đi du lịch mà ăn tối ở nhà hàng hay khách sạn thì bình thường quá rồi. Nên để John Tour đưa bạn đi thưởng thức tiệc BBQ và ngắm hoàng hôn trên hòn đảo riêng biệt luôn nha. Đây là một trong những tour chỉ có ở John Tour mà thôi, bởi John Tour sở hữu một khu vực bãi biển riêng trên hòn ngoài rút trong. Có nhân viên trực trên đảo Leo sẵn sàng đón tiếp du khách. Tour sẽ khởi hành lúc 2 giờ chiều và trở về lúc 8 giờ tối. Bạn sẽ được đưa đón miễn phí trong trung tâm Dương Đông bởi anh tài xế thân thiện. Lên xe rồi á thì nghe anh hướng dẫn viên nhiệt tình nhà mình hướng dẫn xíu về lịch trình và những thông tin bổ ích về Phú Quốc nha. Khoảng 30 phút sau thì chúng ta tới cảng An Thới. Đây là một cảng biển lớn của Phú Quốc, tàu bè tập trung tại đây rất nhiều. John Tour có một bến tàu riêng ở cảng An Thới, tất cả tàu và cano của công ty được tập hợp tại đây. Phương tiện di chuyển của chúng ta chính là cano, nhanh chóng, gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Cảm giác ngồi tàu lượn trong khu vui chơi như thế nào á thì ngồi cano có cảm giác tương tự như vậy. Cứ gặp ngọn sóng cao nào á là cano sẽ bay lên bay xuống nghiêng trái nghiêng phải. Trên đường đi, bạn sẽ có dịp để ngắm cảnh biển tuyệt đẹp của Phú Quốc từ những chiếc thuyền đánh cá đang ra khơi, những hòn đảo như những viên ngọc giữa đại dương rồi đến tuyến cáp treo 3 giây vượt biển dài nhất thế giới. Cano di chuyển chừng 30 phút là chúng ta đến địa điểm đầu tiên rồi, đó là hòn Gầm Ghì hoặc hòn Bươm để lặn ngắm san hô. Cano sẽ neo ở đây khoảng 1 tiếng, thời gian đủ để các bạn bơi ngắm xung quanh và cũng như dưỡng sức để đến hòn mái rút trong chơi tiếp. Anh hướng dẫn viên nhiệt tình nhà John sẽ phát dụng cụ lặn ngắm san hô cho bạn cũng như hướng dẫn sử dụng nè. Bạn nào mà không biết bơi cũng không sao, hoạt động này không cần bạn là tay bơi lội cừ khôi đâu. Anh hướng dẫn viên chỉ dẫn một xíu là bạn có thể tự tin đi lặn ngắm san hô rồi. Hòn Gầm Ghì và hòn Bươm là hai điểm ngắm san hô nổi tiếng nhất trong tour đảo. Trong đó thì hòn Gầm Ghì nổi tiếng hơn bởi có rạn san hô lớn nhất. Hòn Bươm tuy nhỏ hơn, ít khách lui tới hơn nhưng giữ được vẻ đẹp tự nhiên nhiều hơn. Mấy vùng màu đen là có san hô bên dưới, còn vùng màu trắng thì bên dưới là cát thôi. Anh hướng dẫn viên chuyên nghiệp nhìn phát biết ngay chỗ nào có san hô, sẽ hướng dẫn để bạn bơi đến đó. Lúc đầu đeo mặt nạ và ống thở vào thì cảm giác hơi khó chịu do không quen, nhưng mà sử dụng một lát là ổn ngay. Chưa kể đến cái cảm giác nằm giữa làn nước mát lạnh, bên dưới là san hô và các loài cá, bên trên là bầu trời trong xanh, bao nhiêu mệt mỏi là ao bay đi hết. Bơi đã đời rồi thì mình về lại cano để đến hòn đảo đẹp nhất của Phú Quốc nha, đó chính là hòn Mây Rút Trong. John Tour sở hữu một khu vực bãi biển riêng ở đây nên đây chính là nơi tổ chức tiệc BBQ tuyệt nhất đó. Lúc này là khoảng 3:30, 4 giờ chiều, các bạn cũng nên qua lại trong đúng nắng nha. John Tour có quầy bar, khu vực ghế và giường nằm bãi biển để bạn có thể nghỉ ngơi và thư giãn sau một ngày bơi lội lặn ngắm san hô. Nghỉ ngơi xong, bạn có thể tham gia các trò chơi trên biển như chèo băng sấp, chèo kayak. Đã đến Mây Rút Trong là phải có bộ ảnh xuất sắc mang về nha. Trên đảo có rất nhiều điểm check-in độc nhất mà John Tour đã chuẩn bị. Cây cầu gỗ dài uốn lượn nè, cầu tam sắc nè, vòng mặt trời, vòng núi Bali, đâu hoặc những điểm đẹp tự nhiên như bãi biển cát trắng, hàng dưới biển, rạn đá và san hô chính là background chụp hình xịn sò luôn nha. Trong lúc bạn vui chơi và chụp ảnh thì nhân viên John Tour sẽ sắp xếp bàn ghế và lò nướng trên bãi biển và nướng thức ăn. Đồ nướng gồm có cá nè, thịt gà, tôm, mực, ăn chung với cơm, khoai tây và salad, tráng miệng với trái cây. Khoảng 5 hoặc 5:30 chiều thì chúng ta sẽ ăn tối. Lửa lúc hoàng hôn đang buông xuống, vừa ăn vừa ngắm cảnh đẹp thì cảm giác lạ không thể tả. Trên hòn đảo vắng lặng, không khí trong lành mát mẻ, tiếng sóng vỗ như tiếng nhạc động du dương, hoàng hôn đỏ rực cả bầu trời, chắc chắn là những kỷ niệm tuyệt vời nhất trong chuyến du lịch Phú Quốc của bạn. Giá của BBQ trip là 1.320.000 đồng một khách với số lượng đặt tối thiểu là 6 khách. Các bé từ 1 đến 4 tuổi được miễn phí, bé từ 5 đến 9 tuổi thì được giảm 50% giá tour nha. Bạn có thể đặt tour trực tiếp trên website phuquoctrip.com, hotline booking 0974 990 999 và qua fanpage Facebook của John Tour Phú Quốc. Hãy làm cho chuyến du lịch Phú Quốc của bạn thật đặc biệt với BBQ trip của John Tour Phú Quốc nha. Hẹn gặp lại các bạn tại Phú Quốc.